Mến chào quý vị khán giả của chương trình Sông Môi Đỏ. Phương Nguyên rất vui được gặp quý vị trong khung giờ phát sóng quen thuộc 12:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Thưa quý vị, Sông Môi Đỏ là nơi để các chị em phụ nữ nói về những chủ đề không mới theo những góc nhìn mới. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề không mới, về những người không mới, thưa quý vị. Người cũ ứng xử như thế nào và liệu câu hỏi đặt ra là có nên làm bạn với người yêu cũ hay không? Đây là một câu hỏi khá thú vị và mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những quan điểm đến từ khách mời, Á hậu MC Phạm Kim Duyên. Xin chào MC Phương Uyên và xin chào các khán giả đang xem chương trình Sông Môi Đỏ. Dạ, chào chị Kim Duyên. Ngày hôm nay chị mặc một bộ đồ rất phù hợp với chiếc ghế của chương trình Sông Môi Đỏ. Không ngờ là nó trùng màu đến vậy luôn. Dạ, tuy nhiên đây là một màu sắc rất là nổi bật đúng không ạ? Và nó cũng rất là phù hợp với cái chủ đề ngày hôm nay. Dạ, là một màu sắc gây nhiều những cái cảm xúc. Đúng như rồi. Là chủ đề ngày hôm nay vậy đó. Rất là hot. Phương Nguyên có thể hỏi chị một câu khá là cá nhân. Đó là tình trạng tình yêu hiện tại của chị Kim Duyên như thế nào? Hiện tại thì Duyên đang độc thân. Dạ, độc thân vui vẻ. Và mối quan hệ trước đến bây giờ là đã bao lâu rồi ạ? Từ mối quan hệ trước đến giờ. Từ lúc mà mối quan hệ cũ của Duyên thì chắc cũng khoảng một năm mấy, hai năm đây. Dạ. Và bây giờ cái câu hỏi đặt ra là như thế này nè. Thật sự ra thì mỗi người sẽ có những cái tính cách và đặc biệt đó là những cái mối quan hệ rất là khác nhau. Và chỉ người trong cuộc mới biết đó đúng là rồi. Cái mối quan hệ đó nó đã diễn ra như thế nào và nó đã kết thúc như thế nào. Và sẽ có những cách ứng xử rất là khác nhau. Vậy thì như chị Kim Duyên nói rằng không nên làm bạn với người cũ bởi vì có thể là cả hai cũng không muốn làm bạn với nhau. Nhưng nếu như người yêu cũ của chị Kim Duyên đặt vấn đề là như thế, rất muốn làm bạn và giữ liên lạc với chị sau khi chia tay, chị có đồng ý hay không? Thì nói chung là từ trước đến giờ thì cũng Duyên cũng chưa gặp trường hợp đó. Nếu mà có trường hợp đó xảy ra thì Duyên nghĩ cũng tùy vào hoàn cảnh lúc đó. Nếu mà lúc đó vấn đề chia tay là vấn đề như thế nào, vì mình chia tay hay là người đó nói là chia tay trước, và lúc đó mình có đang trong một cái mối quan hệ mới hay không, hoặc là người đó có đang có bạn gái mới hay không, thì Duyên nghĩ là Duyên sẽ không làm bạn với người đó. Tại vì nếu mà mình làm bạn thì sẽ rất là thiệt thòi và rất là bất công cho cái người mới của mình, cũng giống như là cái người mới của cái bạn trai cũ của mình. Thì Duyên nghĩ là cũng tùy hoàn cảnh. Nếu mà Duyên có người mới rồi thì Duyên sẽ không làm bạn với người yêu cũ nữa. Cho một cái ví dụ thú vị mà Phương Nguyên đã thấy rồi. Ví dụ như người mới của chị Duyên làm bạn với người yêu cũ của anh ấy. Và anh ấy cảm thấy rất là ổn với cái việc là chị vẫn làm bạn với người yêu cũ của chị. Chị nghĩ thế nào? Duyên nghĩ là cái này cũng phải tùy, mình phải xem cái người bạn trai đó có cái mối quan hệ với người bạn gái cũ của người đó như thế nào. Nói chung là mình phải tìm hiểu kỹ bạn nhưng mà bạn như thế nào, chứ mà lâu lâu gọi điện hỏi thăm nhau vài tháng hoặc là một năm gọi điện chúc Tết chẳng hạn, hỏi thăm nhau chẳng hạn, thì cái đó thì cũng Duyên nghĩ là cũng bình thường. Còn nếu mà tình bạn mà thường xuyên mỗi ngày hay là thường xuyên gặp gỡ để trò chuyện trao đổi thì cái đó mình phải xem lại. Tại vì khi mà mình đã quen ai, mình đã yêu ai thì mình cũng muốn có một cái niềm tin, phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu mà là Duyên thì Duyên cũng sẽ không có đồng ý để cho cái người bạn trai của mình có mối quan hệ với người cũ mà sâu sắc và thân thiết như vậy. Người ta có cái câu là tình cũ không rượu cũng tới. Liệu có phải vì lý do này mà rất nhiều người, trong đó có chị Kim Duyên, lựa chọn là không làm bạn với người yêu cũ của mình không? Câu nói tình cũ không rượu cũng tới, cũng chính vì câu nói này mà Duyên nghĩ mình không nên làm bạn với người yêu cũ. Tại vì bất cứ một mối quan hệ nào khi đã trải qua rồi thì nó cũng chỉ là kỷ niệm và ký ức mà thôi. Nên mình nên rõ ràng và dứt khoát với cái mối quan hệ cũ thì mình mới có thể là mở thêm những cái mối quan hệ mới của mình, cũng giống như là mình sẽ tôn trọng hơn những cái mối quan hệ hiện tại và tương lai của mình. Như vậy chị Kim Duyên nghĩ như thế nào khi người ta nói á là sở dĩ không thể làm bạn với người yêu cũ sau khi chia tay là bởi vì cả hai bên vẫn còn tình cảm dành cho nhau. Còn khi mà đã hết tình cảm rồi, đã dứt tình rồi thì vẫn có khả năng làm bạn bởi vì gặp nhau không còn gợn chút cảm giác nào hết. Chị nghĩ thế nào? Theo chị nghĩ khi mà hai người đã hết tình cảm rồi, không còn yêu nhau nữa thì mình cũng có thể làm bạn với nhau được. Nhưng mà khi hai người trong mối quan hệ có một người chia tay trước mà một người kia không đồng ý
rất là khó để làm bạn với nhau. Tại vì nếu mà mình làm bạn với nhau thì mối quan hệ đó rất là dễ quay lại. Theo Duy nghĩ là nếu mà như vậy cũng không tốt. Tại vì cái mối quan hệ đó nó cũng sẽ không đi đến đâu được. Từ tình yêu mà chuyển sang tình bạn, nó rất là rắc rối và nhiều cái khác nữa. Yeah. Nên nó sẽ cũng không có tốt cho mình và cho cái hạnh phúc tương lai của mình. Yeah. Chị nói một cái ý mà Phương thấy rất là hay, đó là từ tình yêu chuyển sang tình bạn, nó là một cái vấn đề rất là khó, và đặc biệt đó là nó khó cho cả hai bên và khó cho cả các mối quan hệ xung quanh nữa. Sở dĩ là bởi vì chắc chắn là khi hai bên mà họ đã gắn bó một khoảng thời gian dài thì sẽ có nhiều kỷ niệm, và những cái kỷ niệm đó là những cái thứ rất là khó buông bỏ. Và khi mà chúng ta vẫn còn nhìn nhau, chúng ta vẫn còn liên lạc, vẫn còn nghe giọng nói của đối phương và vẫn còn giữ những cái thói quen cũ khi mà còn có đối phương bên cạnh, thì chúng ta sẽ rất là khó để mà cắt đứt cái đoạn tình cảm đó. Đúng rồi. Đó là lý do vì sao mà nhiều người dứt khoát. Nhưng mà đặt câu chuyện thêm nữa, đó là rất nhiều cặp đôi Phương Nguyên thấy họ chia tay rất văn minh. Họ không biết vì lý do gì trong câu chuyện tình cảm của họ có những vấn đề và họ không còn ở bên nhau nữa. Nhưng sau khi chia tay, họ vẫn quyết định là không loại bỏ hoàn toàn người kia ra khỏi cuộc đời mình. Họ vẫn giữ liên lạc một cách rất là thân thiện. Và Phương Nguyên đã từng gặp một cái cặp đôi á, là họ chia tay nhau nhưng mà vẫn tiếp tục là cộng sự trong công việc. Họ vẫn làm việc với nhau. Vậy thì chị nghĩ như thế nào? Câu hỏi này cũng rất là hay. Theo cái quan điểm cá nhân của Duyên thì công việc là công việc mà tình cảm thì ra tình cảm. Nếu mà công việc đó thật sự cần cái sự hợp tác của mình và người yêu cũ thì mình vẫn có thể làm được. Nếu mà trên phương diện công việc không, và sau công việc đó sẽ không có cái mối quan hệ hoặc gặp gỡ riêng tư ở ngoài thì cái đó cũng ok. Đối với Duyên mà khi mà làm việc á, thì không có quan trọng những cái tình cảm cá nhân riêng tư ở ngoài. Nếu mà làm bạn thì mình cũng phải gặp gỡ, đi chơi hoặc là gọi điện, trò chuyện, tâm sự thì Duyên nghĩ là không nên. Yeah. Liệu như vậy chúng ta có thể hiểu rằng cái việc làm bạn với người yêu cũ hay không á, nó không chỉ là dựa trên tình cảm còn hay hết, mà còn dựa trên bản lĩnh của những người trong cuộc. Như Duyên vừa chia sẻ, bản lĩnh của mình đó là khi mà gặp lại người yêu cũ trong công việc thì mình vẫn làm việc mà trên cương vị là công việc thôi. Và sau đó mình chấm dứt ngay tại đó, mình sẽ không có kéo dài thêm hoặc là để cái mối quan hệ đó phát triển thêm nữa. Thì đó là bản lĩnh của một người. Khi mà gặp lại cái mối quan hệ cũ hoặc là tiếp xúc với mối quan hệ cũ, mình chỉ nên là xem người đó giống như những mối quan hệ bạn bè bình thường, chào xã giao bình thường thôi. Và sau đó thì kết thúc ở đó, mình cũng sẽ không có dây dưa hoặc là không có gặp gỡ sau khi mà cuộc gặp gỡ đó với người yêu cũ của mình. Mình nghĩ là mình không có nên né tránh mà mình cũng nên thẳng thắn trực diện để gặp gỡ người đó. Ở trong một buổi tiệc hay là trong một cái cuộc gặp nào giữa các bạn bè của mình chẳng hạn, mình cũng không nên né tránh. Dạ vâng. Câu chuyện giữa người cũ nó có rất là nhiều những cái quan điểm khác nhau và không có đúng mà sai trong những cái lựa chọn của mỗi người. Nhưng điều quan trọng đó là dù chúng ta lựa chọn thế nào thì bản thân chúng ta phải cảm thấy thanh thản và phải cảm thấy hạnh phúc với cái sự lựa chọn đó. Vâng, và thưa quý vị, ngày hôm nay chắc chắn là khi theo dõi câu chuyện này, mỗi người sẽ chọn cho mình một cái cách và một cái phe khác nhau. Có những người thì nói rằng không nên làm bạn với người cũ, có những người thì họ vẫn chọn giữ liên lạc và giữ người cũ ở trong danh sách kết nối của mình. Tuy nhiên thì như thế nào đi nữa, Phương Nguyên nghĩ cái gì nó đã là quá khứ, nó đã cũ rồi, thì hãy để nó ngủ yên trong quá khứ. Và nếu như chúng ta cảm thấy rằng cái quá khứ đó sẽ không ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai, thì chúng ta hãy làm những điều tốt nhất cho chính bản thân, cho người mới và cho cả tương lai của chúng ta nữa. Đó là cách giải quyết phù hợp nhất và cũng tốt đẹp nhất cho chính chúng ta, cho người cũ của chúng ta và cho cả người mới của chúng ta nữa. Cảm ơn chị Phạm Kim Duyên ngày hôm nay đến với chương trình, và cảm ơn cái sự thẳng thắn, quyết đoán của chị trong mối quan hệ cũng như là trong các vấn đề về tình yêu. Cảm ơn chị rất là nhiều. Xin cảm ơn Phương Uyên, và cũng xin cảm ơn chương trình Son Môi Đỏ hôm nay đã cho Duyên chia sẻ những cái suy nghĩ, những cái quan điểm của mình về vấn đề người yêu cũ để khán giả có thể hiểu hơn về bản thân mình. Dạ, rất là cảm ơn chị. Và Phương Uyên cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thời lượng của chương trình xin phép được khép lại, nhưng chúng tôi xin được hẹn gặp lại quý vị ở số phát sóng tiếp theo. Chào tạm biệt.